Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review vitamin nhỏ giọt Buonavit Baby giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Buonavit Baby là sản phẩm vitamin tổng hợp dạng siro nhỏ giọt được thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vitamin dạng nhỏ giọt giúp tăng cường trao đổi chất phục hồi sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho bé. ưu điểm nổi bật của sản phẩm, sử dụng công nghệ bào chế và sản xuất độc quyền, vitamin nhỏ giọt Buonavit Baby giúp bổ sung cho trẻ đầy đủ các thành phần vitamin thiết yếu. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa và tăng hấp thụ. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp tăng cường sức đề kháng kích thích vị giác và hỗ trợ loại bỏ chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ, sản phẩm cung cấp cho trẻ hàm lượng vitamin tinh chất. Một lọ nhỏ 20ml có thể sử dụng trong vòng từ 20, 40 ngày, cực kỳ tiết kiệm cho mẹ, sản phẩm có vị ngọt thơm dễ uống. Với thiết kế dạng ống nhỏ giọt, sản phẩm đem lại sự tiện lợi cho mẹ khi cho bé sử dụng. buồn David Baby là hàng nội địa Italy 100%, không chứa chất bảo quản và gluten, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh công dụng sản phẩm, sản phẩm bổ sung vitamin giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa, tăng hấp thu các chất dinh dưỡng. Đáp ứng nhu cầu trao đổi chất của trẻ trong quá trình tăng trưởng, giúp trẻ ăn ngon miệng. Giảm biếng ăn, giúp phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng trong các trường hợp suy nhược cơ thể do ăn ngủ kém. Đối tượng sử dụng, trẻ em suy nhược cơ thể do ăn kém, ngủ kém, trẻ tiêu hóa kém, biếng ăn. Chậm lớn, trẻ đang trong quá trình tăng trưởng, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.